kết thúc phiên giao dịch ngày 21 tháng 6, thanh khoản 22.660 tỷ, giảm 5,14 điểm xuống còn 1.372 điểm thôi. viên 30 thì giảm 3,01 điểm xuống còn 1.478 điểm. Hôm nay thị trường thì à, dòng tiền bắt đầu xu hướng đánh vào những cái mã bắt đầu là à, có xu hướng là an toàn, đúng không? Dòng gọi là phòng thủ đấy, đúng không? Dòng phòng thủ. thì à, dòng banh, trứng và thép là những cái dòng mà tiếp tục à, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường. À, và thị trường hôm nay thì như hôm qua mình đã phân tích rồi đó. Thị trường thế giới nó bất ổn như vậy Thì hôm nay có thể thị trường nó sẽ giảm điểm mà giảm với khối lượng điểm như này Thì gọi là tương đối ổn đó. Tương đối ổn Thanh khoản uh, vẫn thấp Thị trường thế giới Dow Jones giảm 1,58% này Nasdaq tăng 0,22% S&P 500 thì tăng 0,37% Nikkei giảm 3,29% Giảm rất là mạnh Rất là mạnh đúng không? Sang tăng 0,12%, Hang Seng giảm 0,96%, Kospi giảm 0,83%. Thị trường châu Âu phân hóa đúng không? Uh, sau những cái phiên mà giảm điểm rất mạnh của thị trường Mỹ và thị trường châu Âu thì bắt đầu chạm những cái vùng hỗ trợ bắt đầu là hồi phục đúng không? hồi phục uh, khối ngoại đúng không? bán dòng 1.167 tỷ họ bán dòng rất là mạnh cả khớp lệnh thỏa thuận mà uh, ấy là bán 1.097 tỷ tập trung vào NVL, HBG, VNM, GIX, SSI, CTG, VBank. VB họ mua vào VHM, họ gom VHM rất là nhiều, đúng không? gồm gom VHM rất là nhiều. Uh, MSN, STB, HSG, Vietcombank, tự doanh. Uhm. Tự doanh cả khớp lệnh thỏa thuận thì họ bán dòng 232 tỷ. Họ bán rất mạnh OBC, TVBank, HBG, Vietcombank, OCB, BNM, họ mua vào là MBCG, BVD, BNG, ACB. đấy tự doanh và khối ngoại đều bán dòng rất là mạnh rồi. Xem thị trường chung của mình thảo, đúng thao, phân tích các mã để xem là hôm nay thị trường xấu tốt ra sao nhá. FLC, thì con FLC này thì trong nhóm VT 3 rồi, đúng không? và hôm qua các bạn xem video các bạn có thể biết được là con FLC này hôm qua mình khuyên mọi người nên, nên bán đi đúng không? Nếu mà mọi người giữ đến ngày hôm qua đúng không? Hôm qua thì trong nhóm VT3 thì tôi cũng bảo mọi người bán rồi nhá. Bởi vì dòng T3 lời 16 17% là tôi sẽ bảo mọi người bán luôn. Xác định đánh T3 và gặp cái cấu hình xấu là mọi người phải tranh thủ mọi người bán luôn. Và con FLC này cũng vậy. Và sáng sớm nay trước khi vào phiên tôi cũng bảo mọi người nên bán con FLC này rồi. Đúng không? Và con này sẽ đợi bây giờ nó đánh như này rồi đúng không? Mọi người sẽ không tham gia nữa và đợi nó đánh quanh quanh cái vùng này đi. Đúng không? Xem rung rú ổn thì bắt đầu có thể tham gia lại đúng không? Nhưng mà những con này tôi nghĩ là sẽ chắc là sẽ không tham gia lại đâu nhá. Sẽ không khuyến nghị mọi người tham gia lại đâu bởi vì rất là hiếm khi tôi cho mọi người tham gia những cái con như kiểu FLC rồi OS bởi vì FLC thì hôm trước cái ngày mà 15 tháng 6 tôi thấy nó tích lũy nó ổn rồi thì tôi cho bảo cho mọi người tham gia FLC thôi. Không ngờ nó đem lại thành quả rất là lớn đúng không? tăng 16 17% đánh có đúng T3 thôi, đánh có đúng T3 thôi. Và hôm nay uh, thì cũng cho mọi người trong nhóm mua hai mã, đúng không? anh Vũ cho mua một mã và tôi cho mua một mã và gồng ừ. lời một mã. Còn những cái mã chưa về T3 chứ vẫn sẽ không bàn, còn hôm nay cho mua hai mã thì anh mã của anh Vũ tăng rất là tốt đúng không? Tăng rất là tốt về cổ phiên tăng rất là tốt và mã của tôi cũng tăng tốt nhưng mà không tốt bằng của anh Vũ. Về cuối phiên tăng được hơn 2% mã của anh Vũ thì tăng hơn 3% Thì để VT3 bắt đầu mình sẽ kể với mọi người nhá Bởi vì là cho hai mã phòng thủ đấy Mã của anh Vũ thì không phòng thủ lắm bởi vì anh Vũ là Cho cái mã đánh theo dòng tiền thôi à, VT3 mình sẽ kể với mọi người FLC ừ, FLC xong nhá à, Đi sâu vào phân tích các mã đi, hôm nay phân tích banh trước Techcombank banh ừ. Tây Công Banh giảm 1,2% bình thường nhá, bình thường dòng xu hướng dòng tiền nó bây giờ không quay trở lại nó đánh banh mọi người ạ. Bây giờ vẫn là đang đợi dòng banh nó đang tích lũy vẫn đang đợi dòng tiền của dòng banh. Bây giờ mọi người cũng không nên đầu tư banh đâu. Tôi nói thật không nên đầu tư banh đâu bây giờ. Lỡ mà nó gây hỗ trợ mọi người ạ, gây hỗ trợ thì có khi thị trường chung là đi bụi luôn. Vì dòng tiền mà không xác nhận là đóng đánh dòng banh mà dòng banh mà bị gây hỗ trợ là có thị trường là đi bụi luôn đấy. Tôi nói thật. Đi bụi luôn đấy. Ubo luôn đấy. Cho nên cái dòng banh bây giờ là rất là nhiều mai đang ở cái tình thế gọi là ngàn cân treo sợi tóc ấy. Tôi thật à. CTG toàn là như những cái vùng hỗ trợ cứng của nó thôi mà Bây giờ mà giảm tầm một cây có tầm 5% rồi thôi mọi người Khả năng có khi dòng tiền thoát ra là mọi người Nên mà sách dép đi mà chạy Tôi nói thật Sách dép đi mà chạy Nó đánh ở cái vùng tích lũy này rồi mà Dòng tiền mà không xu hướng đánh lên nữa thì Rất là chán nhá Rất là chán và rất là nguy hiểm luôn ấy. Nói thẳng là nguy hiểm luôn đấy nhá. Đấy, CTG và Techcombank nó như nhau thôi. Nhìn về cấu hình nó không xấu mọi người ạ, nhìn về cấu hình nó không xấu nó đang tích lũy lên như thế này. Tích nền rất là chặt như này mà không không tăng được lên mà nó gãy đúng không? Nó gãy thì lúc đó thì thị trường sẽ rất là xấu, rất là xấu. Dòng banh tôi nghĩ mọi người không nên tham gia giai đoạn này đâu. Bây giờ bắt đầu với dòng tiền bắt đầu nó chuyển về cái xu hướng dòng trú ẩn rồi đấy nhé trú ẩn. Techcombank, TV banh. Đấy bắt đầu toàn hờ những cái vùng mà tích nền rất là chặt rồi đúng không nó gãy phát là đi rất là xa đấy như dòng banh thì mọi người theo dõi rất là sát sao tăng thì rất là thốc thôi tăng thì tôi nghĩ là bây giờ phải bây giờ dòng tiền bắt đầu xu hướng nó đánh vào một hai mã đi đúng không một hai mã banh đi xong bắt đầu là mình bắt đầu mới tham gia lại chứ còn đâu bây giờ tham gia là nguy hiểm lắm là nguy hiểm đấy nhá dòng banh HD banh bạn nào giữ thì cứ giữ thôi kỳ vọng nó đánh lên Hd Bank đấy những cái con này nó bắt đầu cạn cung thôi cạn cung rồi mà không tăng được lên thì rất là buồn rất là buồn còn hd Bank nào nếu mà dòng Bank bắt đầu lỗ hồi phục thì những cái con này là tăng mạnh mẽ lắm tăng rất là mạnh mẽ thậm chí nó còn thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ctg và thích con luôn này khác không? thì trên tiktok tôi cũng nói rồi ừ, nếu mà các bạn để mà có những bạn mà giữ tận 4 mã banh thì tôi bảo là nếu mà trong giai đoạn này mà giữ để mà nói về giữ banh thì uh, tôi thích con ctg và con hd Bank nhất đúng không hai con tôi thấy ổn nhất thì mà giữ banh mbb mbb hôm nay một trong những mã banh xanh đúng không xanh đấy, đánh quanh quanh vùng này tất cả những mã banh đều vẫn đang ổn nó vẫn đang ổn sợ nhất là gãy nền nó gãy gãy thì nó đi rất là xa dòng tiền vẫn chưa xu hướng nó đánh banh nó banh là dòng dẫn dắt thị trường mà banh mà nó gãy thì nó diễn biến nó cực kỳ xấu và cái giai đoạn hai tuần trước đấy tôi nói với mọi người rồi nó không phải là Ubo đâu nhưng mà bắt đầu giai đoạn này bắt đầu lo dần rồi bởi vì là bắt đầu dòng kênh dưới bắt đầu nó đánh lên, các bạn phải hiểu như vậy nhé. bắt đầu dòng kênh dưới nó đánh hết cả lên rồi, hng các thứ nó cũng tím hết rồi, các bạn phải lo dần đi nhé. 3 a các thứ nó tăng hết lên rồi. Nhưng mình bảo nó có những cái lý do mà tại sao mà thị trường nó không upo cái giai đoạn hai tuần trước đó là những cái mã mà nó đang ở cái vùng hỗ trợ cực cứng rồi mà bây giờ nếu mà upo thì nó sẽ đi về đâu? nó có tch, có fbt rồi con VRE mà ngày trước nó ở những cái vùng hỗ trợ cực cứng rồi mà Bây giờ nó mà UPPO thì những cái mã đó thì nó sẽ đi rất là xa STB STB thì tăng 0,7% nó Dòng tiền vẫn chưa tham gia Nó vẫn đang ở cái vùng tích lũy à, Vùng tích lũy sóng banh nó chưa xấu mọi người ạ Nhưng mà tôi nghĩ mọi người tham gia Các bạn phải đánh đổi nhá Xác định tham gia đánh đổi Đánh đổi chuẩn luôn đấy. Bây giờ bây giờ phải dòng tiền nó phải xác định nó đánh tầm một hai mã đi đúng không một hai mã đi xong bắt đầu mình mình quay trở lại đến Vietcombank cấu hình tốt như vậy hôm qua tôi cho mọi người chốt lời rồi đấy nhiều bạn cũng rất là tiếc lối con này và đấy hôm nay giảm một phẩy tám phần trăm đấy bảo là nó đánh cũng quyết liệt mà nó đánh không quyết liệt và dòng tiền nó không tham gia mạnh mẽ thì những công việc công banh nên bán đi chốt lời đi đúng không cũng lời mười mấy phần trăm rồi còn gì lời mười mấy phần trăm đến bid cũng kỳ vọng là nó sẽ cứu thị trường hôm nay mà hôm nay là ông này cũng dẫn đầu thị trường giảm giảm hai đúng không rung rũ như này là bình thường mọi người nhé rung rũ như là bình thường nó vẫn nó đang chu kỳ tạo cái mẫu hình cốc tay cầm nhưng mà rung rũ như này là bình thường mọi người ạ hoàn toàn nếu mà um, con này nó rung rũ như này xong rồi ngày mai nó tăng trần nó cũng là chuyện bình thường nó, nó bình thường con này uh, coi như là về mo rồi đấy tôi mua thăm thăm dò giá 45 thì tôi bảo mọi người là tham gia cái giá 45 trước khoảng năm phần trăm mua thăm dò trước bởi vì đang kỳ vọng cái giá cốc tay cầm đấy mà bắt đầu khi nó đạt rồi bắt đầu mua giá tăng sau nhưng mà nó bây giờ chưa đạt thì mọi người chưa đạt cả về cấu hình chưa đạt cả về khối lượng nên chưa khuyến nghị mọi người có thể gia tăng thêm đúng không về về những về mo đấy mua giá bốn năm là về mo rồi đấy. đang hòa rồi đấy. sóng banh nó như thế đến những cái dòng mà bắt đầu ông ông bd này một trong những mã mà tôi kỳ vọng nó tăng bởi vì cái giai đoạn trước nó không tăng giai đoạn trước mà, khi mà dòng banh trứng thép nó tăng rất là mạnh mẽ thì ông Vietcombank Công banh, ít nhiều ông việc Công banh, ông còn tăng rất là khỏe đúng không? Ông Vietcombank Công banh, bắt đầu ông ít gì nhiều ông còn bắt đầu chạm được cái vùng uh, kháng cự cũ. Ông Vietcombank Công banh, ông uh, bd này thì bắt đầu chạm vùng kháng cu, cự cũ Xong bữa ông lại đánh lại, ông đang tạo cái hình cốc tây cầm thì ông này vẫn chưa khỏe lắm đâu, ông này yếu quá, ông này một trong những dòng banh rất là yếu. Dòng banh những cái dòng banh kia người ta ăn bao nhiêu phần trăm rồi ông này thì ông vẫn đánh kiểu lom do này rất là chán, đúng không? rất là chán. Ông này là một trong những ông mà rung rũ Lái ăn tham quá Tham Đánh được đúng một cây xong bắt đầu là Lên trên này xong bắt đầu là đánh ghi đánh lại Đúng không cái con này thì đấy chỉ thăm dò trước 5 trăm thôi 5 trăm thôi MSB Đấy các bạn thấy không Nó vẫn đang ở cái vùng mà tích lũy rất là chặt đúng không? Bây giờ bắt đầu dòng dòng tiền bắt đầu quay trở lại dòng banh Phát là những cái con này nó tăng rất là mạnh mẽ Bạn nào giữ thì cứ giữ thôi nó thích, thích, rất là chặt rồi Thích rất là chặt rồi Một là gãy thôi Gãy thì đi rất là xa còn Gãy thì có khi là thị trường là trải qua giai đoạn Ubo đấy nhá. bành banh nó đang ở cái Kiểu gọi là 50-50 đấy Đúng không? 50-50 đấy NVB Đấy cũng như thế đó cũng như thế hôm nay gặp cái búa gọi là tết cung đổi chiều đấy mà mà không tăng được nữa thì không biết hiểu kiểu gì đúng không? Dòng tiền cơ, xác nhận cơ OCB Cái con này mọi người Dòng banh mọi người vẫn chưa tham gia vội mọi người nhé Không nên tham gia đâu bao giờ uh, Dòng tiền nó xác nhận đánh vào đi Xong rồi chọn những cái mã nào tích chặt nhất đúng Tích chặt nhất thì bắt đầu Mình cho mọi người tham gia những cái dòng đó Nói chung cứ cho vào list theo dõi đã Còn giai đoạn này thì uh, Có khi là cứ chuyển sang những cái đấy, Sáng nay thì cho mọi người tham gia vào những cái mã Mà phòng thủ đấy đúng không Và thậm chí nó tăng rất là tốt đúng không? Tăng rất là tốt và trong phiên được mình mới xem là bắt đầu ý đồ ý đồ của tạo lập với tay to như thế nào dòng tiền nó xu hướng ra sao OCB tất cả dòng banh thì mọi người nghĩ tôi nghĩ là mọi người nên gọi là không nên tham gia vội đúng không đấy liên việt này cũng như vậy tích lũy dung rú với khối lượng thấp chỉ đợi tiền thôi dòng này chỉ đợi, chỉ đợi tiền thôi chỉ đợi tiền bứt lên vì banh này thì cũng vậy này đúng không chỉ đợi tiền thôi đấy giữ được cái giá tham chiếu là ổn rồi không chỉ đợi tiền nó đánh lên shb ừ. shb cũng vậy đúng không nó cũng đang tích lũy như này đúng không nếu mà sắp tới mà bắt đầu một hai mã của dòng banh bắt đầu dòng tiền nó quay lại là những cái dòng này nó sẽ tăng rất là thốc đúng không? tăng rất là thốc không lại giảm hai trăm Xong dòng trứng đi, dòng banh thì mọi người vẫn chưa nên vua vội nhá, không mua vội, chưa nên mua vội đâu Dòng tiền vẫn chưa quay trở lại, dòng tiền vẫn chưa quay trở lại, các bạn xem mức thanh khoản của nó thấp như vậy Có thể là rất là nhiều nhà đầu tư đang giữ tiền, người ta lo lắng với thị trường như này, người ta không muốn đầu tư Trong giai đoạn này các bạn đầu tư là các bạn phải đánh đổi rồi, đúng không? Và bây giờ, đấy tôi nói rất là nhiều lần là thị trường nó không quan trọng bằng các bạn đầu tư mã nào đâu, đúng không? vẫn có những cái mã mà tăng điểm rất là tốt, nó vẫn vẫn có những cái mã nó tăng trần, dòng dầu khí nó vẫn tăng bình thường đấy, có gì đâu, và có những cái mã nó vẫn đi ngược thị trường, thị trường chung không quan trọng bằng các bạn đầu tư mã nào để đem lại lợi nhuận, đúng không, không quan trọng lắm, ssi tặng giảm 3% Đó. hôm nay dòng chứng khoán điều chỉnh ấy, dòng chứng khoán nó mới điều chỉnh, nhưng Mà khối lượng nó không không quá lớn, dòng tiền thoát ra không nhiều, ông dòng chứng khoán cũng như những dòng banh thôi dòng chứng khoán tôi nghĩ là và dòng banh đợi báo cáo quý 2 đúng không? Tất nhiên là dòng chứng khoán thì nó những cái thông tin nếu mà thị trường chung nó ổn định, thị trường chung nó ổn định mà không có vấn đề mà dòng tiền thoát ra quá nhiều thì dòng chứng khoán tôi nghĩ vẫn còn một nhịp nữa đấy nhá. Tôi nghĩ dòng chứng khoán nó vẫn còn nhịp nữa. Rate ai này sẽ còn một nhịp nữa và lúc đấy mọi người dự tính thoát ra sau được nhá. Thoát ra sau cũng được. VND Đấy cũng giảm 3,9% này. Cấu hình thì chưa có gì quá xấu nhưng mà chung là nó đang gặp áp lực của cái tâm lý đó. tâm lý của nhà đầu tư thì nhà đầu tư thì người ta lâu năm thì người ta biết nếu mà thị trường mà gặp cái vấn đề mà xấu thì dòng chứng khoán sẽ là dòng mà chịu ảnh hưởng đầu tiên chịu ảnh hưởng đầu tiên thậm chí là sàn đầu tiên dòng chứng khoán sẽ là sàn đầu tiên Upo thì ông chứng khoán cũng là ông sàn đầu tiên hcm ACM bình thường đó, là 1,8% bình thường SBS này. Đấy, con này là phải theo, theo dõi con SBS này theo phải theo dõi tích lên đủ rồi à, bao giờ dòng uh, chứng khoán nó tăng bắt đầu là ví dụ mọi người mà muốn đầu tư dòng chứng khoán đúng không ví dụ các bạn đầu tư 10% phần trăm SSI đi thì đánh khoảng tầm 5% phần trăm con SBS này nhá năm phần trăm con SBS này con này là dòng upcom mà nó khi nó tăng thì nó cũng khủng khiếp. Ông tăng thấp một phiên rồi, một giai đoạn rồi. À, có những bạn ở trong nhóm là sao được một lượt rồi, sao được cái lượt là mùng 4 tháng 6 rồi bây giờ có khi đến giai đoạn này bắt đầu là sao lượt hai đấy, đúng không? BSI Ừ, giảm 4,5% Giảm 4,5% Con này thì hôm qua mình có nói rồi Loại ra khỏi danh sách gọi là theo dõi đúng không? Loại ra khỏi danh sách theo dõi nó xấu và hôm nay nó giảm cũng rất là mạnh bốn phẩy phần trăm giảm rất là mạnh SHS giảm ba phẩy phần trăm vẫn đánh, đánh quanh quanh vùng này Đó, đánh quanh quanh vùng này gặp thị trường chung tốt rồi đánh lên mà. dòng chứng khoán đánh như này thì cũng lo cho thị trường đấy lo cho thị trường dòng chứng khoán nó khoán thường thường nó hay có xu hướng gọi là đi trước thị trường ấy. nó đi trước thị trường gặp thị trường xấu nó sẽ đánh như vậy mà bây giờ thị trường nó khó lắm, bây giờ đầu tư giai đoạn này các bạn phải 50 50 đi đúng không? À, chủ nhật à, hôm qua đúng không? Mình cũng nói rồi, giai đoạn này mọi người có thể là mọi người nên hạ bớt tỷ trọng đi cái mã nào lời lời quá nhiều hoặc là đầu tư những cái mã nó có xu hướng nó đi lên sẽ ok hơn đúng không? À, cấu hình nó ổn thì các bạn nên đầu tư vào những cái mã đó và nếu mà các bạn thích đầu tư thì các bạn nên chuyển sang những dòng phòng thủ đi đúng không? phòng thủ nghĩa là mà khi mà thị trường upo thì nó sẽ là những cái dòng hồi phục nhanh nhất đúng không? bắt đầu dòng tiền bắt đầu nó chuyển dịch sang cái xu hướng phòng thủ rồi đấy vx và có những cái dấu hiệu mà bây giờ tôi lo lắng hơn cái giai đoạn hai tuần trước bởi vì là những cái dòng kênh dưới bắt đầu tăng rồi đấy đúng không? hng rồi sbt rồi tch rồi đấy. bây giờ trong vn 10 chắc chỉ có mỗi ông bầu là ông chưa tăng thôi nó tất cả tăng hết rồi VRE, BLX, GAT kia tăng hết rồi. Cái dòng mà nó chưa tăng bây giờ nó tăng hết rồi. PX này, một trong những dòng chứng khoán hôm nay tăng tương đối tốt sáu phần trăm Đây trên này gặp kháng cự mạnh bắt đầu đánh xuống không thể tăng trần được. Đấy, nó tích lũy đủ trong tăng lên. Những cái dòng này thì mình nói rất là nhiều phiên rồi đúng không? Đánh T3 thôi. Đánh T3 thôi. MBS. Ừ tầm xu hướng chung, xu hướng chung hôm nay có ông VX thì ông đi ngược, VX thì ông lại đi ngược, xong ông dầu khí đi, BR, đấy con BR là một trong những mã rất là khỏe, tăng một bốn mươi ba phần trăm, con này là một trong những mã cực kỳ khỏe và đẹp và tôi khuyến nghị mọi người nên giữ đúng không? và tôi cũng uh, các bạn nhớ hai tuần trước không? hai tuần trước thì tôi bảo mọi người là tôi bán 60% con SSID và tôi chuyển sang con BR. Đúng không? Và tôi nghĩ lúc đấy con vừa bán xong thì con SSI nó tăng 5 hay 6% luôn và con PR thì hôm đấy nó cũng tăng 3% thì tôi nghĩ là cũng hớ một chút nhưng mà uh, nhìn về xa một chút thì bây giờ con BR tăng rất là đẹp nó đánh 10 năm 18 20 mươi đem lại lợi nhuận rất là lớn. Còn SSFBR BR này là tôi mua ở vùng 15 20 đúng không? Lên trên này vùng 18 20 bắt đầu lại gia tăng tôi kể với mọi người các bạn mà theo dõi YouTube nhiều thì các bạn cũng biết đúng không? cái giai đoạn mà 15 20 tôi cũng khuyến nghị các bạn trên YouTube rồi gì đó. Thậm chí là các bạn trong nhóm luôn, trong nhóm thì mua gia tăng con BR này 4 lần. Đúng đúng 4 lần luôn. Cả anh Vũ và cả tôi đều khuyến nghị con BR này. Gia tăng 4 lần cơ mà. Thì cái vùng 15 20 cái vùng mà 27 tháng 5 và 26 tháng 5 thì tôi bảo mọi người con này đợi chờ ờ đợi chờ là hạnh phúc mà, đúng không? Mà tăng rất là mạnh mẽ ăn mấy chục phần trăm con BR và hiện tại con BR này vẫn là một trong những mã mà mọi người nên giữ nhá nên giữ đó là một trong những mã đánh đẹp nhất của dòng dầu khí ấy. Đó, tích như này rất là ổn đó, tích rất là ổn Dung rũ với khối lượng rất là thấp đó, thấp bvs Để trong dòng dầu khí tôi đánh giá cao là con br con bvs và con bvt đó, nói rất là nhiều lần rất là nhiều phiên từ những cái vùng mà lúc nó còn chưa bứt đỉnh cơ bứt đỉnh xong rồi con bvs là một trong những mã mà ngày 28 tháng 5 tôi nghĩ là mọi người có thể tham gia được đúng không? 31 tháng 5 cũng khuyến nghị mọi người có thể tham gia được con BVS này đúng không? Và các bạn bây giờ nếu mà các bạn mua thì các bạn đem lại lợi nhận cũng rất là nhiều rồi đúng BVS tăng 1,7% ổn đúng không? ổn um, BVT BVT cũng tăng uh, 1,2% ổn đấy. Dòng dầu khí hôm nay là uh, tăng tốt đấy. Hôm nay tích cực đến thị trường ấy. BBC tăng 1,7 Ồ, oh, tích tích quanh quanh vùng này Nhưng mà <laughs> để mà nói về cấu hình thì tôi chỉ thích con BB TBR và con BVS Và trong nhóm chỉ khuyến nghị con BR Khuyến nghị rất là lâu và bây giờ vẫn mọi người vẫn đang nắm giữ Đem lại lợi nhuận rất là lớn BBC BVD Ừ, trăm Đấy, con này bình thường đúng không? Nhưng mà dòng dầu nó mà tăng đồng loạt thì tất cả những cái con này tôi nghĩ nó sẽ tăng thôi những con này sẽ tăng thôi. Còn quan trọng là xem là dòng tiền vào những con nào thôi, dòng tiền vào những con nào. BVD Oil. Ừ. Đấy, oil tăng hôm nay tăng tốt nhỉ, phần trăm, tăng rất là tốt. Ồ, oh, giữ đi, giữ thôi Giữ thôi Đóng dầu cứ giữ đi mà Mọi người kỳ vọng là giá dầu nó sẽ tiếp tục lên Thì mọi người cứ kỳ vọng Các bạn xem con BR ấy Thứ sáu tuần trước đúng Khi mà giá dầu nó giảm Mà con đấy nó chỉ giảm có không phải mấy phần trăm nó. À, các bạn phải biết là nó giữ được nhịp như thế nó rất là ổn con còn này khỏe nó, khỏe giữ được nhịp rất là ổn khỏe bét tăng 0,9% Hôm nay dòng dầu thì tăng hết nha Dòng dầu hôm nay không có mã nào mà giảm điểm cả Mọi người giữ đi Nhưng cái dòng này thì tôi không thích lắm Nhưng con BS này thì tôi không thích lắm Tôi chỉ thích ba mã thôi BR, BBS và BVT nhỉ? Và đặc biệt là rất là yêu quý Và cũng như đầu tư con BR nhỉ? Kể rất là nhiều lần với các mọi người rồi Còn uh, những con BR mọi người nên giữ Tôi rất thật Nên giữ Các bạn nên biết cùng lời một chút Bây giờ nó mà tăng thốc lên thì tuyệt vời lắm đúng không? ang thốc lên vượt qua kháng cự Xong bắt đầu dòng tiền nó đánh nó đánh thì tuyệt vời lắm mọi người ạ br nên giữ đi nên giữ nhá còn tuy mọi người tôi chốt lời không bao giờ sai nhá chốt lời tôi sẽ không bàn bây giờ các bạn lời mấy chục phần trăm rồi bây giờ mà các bạn à, bảo chốt lời mà bây giờ tôi có quyền gì đâu mà tôi không cho mọi người chốt lời mọi người cứ chốt lời thoải mái trong nhóm tôi cũng nói rất là nhiều lần rồi còn br mọi người chốt lời thoải mái ai thích chốt thì chốt còn ai thích gồng lời thì gồng lời với phong cách của tôi tôi vẫn gồng tôi vẫn giữ Chả vấn đề gì tôi phải bán cả. Đúng không? Xong dòng dấu nhá, thép đi, HBG. HBG giảm 1,7%, bình thường, đúng không? bình thường. Dòng dép, dòng thép tôi nghĩ là vẫn có thể đánh được đấy. Dòng thép vẫn có thể đánh được. Banh chứng thép hôm nay gây ảnh hưởng xấu với thị trường, đúng không? HSG. HSG tiếp tục giữ đi, không vấn đề gì đâu, không vấn đề gì cả, nó test quanh quanh cái vùng này cũng được Test quanh quanh cái vùng đỉnh này cũng được. Lo lắng làm gì Không lo lắng những cái con này Chưa có gì xấu cả TLH này Theo tiến lên này Bình thường đúng không? Không. Hôm nay vẫn còn tăng 0.3% Bình thường Tiếp tục giữ thôi Các bạn nào giữ thì cứ giữ thôi Nam kim phần trăm Dung dung khối lượng thấp này Mọi người cứ giữ Nó tích quanh quanh vùng nền này Rất là chặt Còn là Nam kim này Đó, Nam kim này dòng thép đến bây giờ mà ví dụ nhiều bạn cứ bảo là con HBG tiếp tục nó tăng đấy đúng không? Thì bây giờ chỉ cần con HBG thôi, con HBG là con dòng dẫn gọi là dẫn xu hướng của dòng thép mà. Con HBG bây giờ mà chỉ cần một phiên nó tăng tầm 2 đến 3% thôi Nó bắt đầu là những cái dòng ông thép ông tiến lên ông nam kim ông HSG các ông tăng tăng thậm chí còn mạnh hơn đúng không? Nhất là ông tiến lên các bạn xem cái giai đoạn trước. Giai đoạn trước ông tiến lên này ông đánh rất là thốc các bạn ông xem này tăng là thốc con tiền lên này thì cho mọi người giai đoạn mà cái ngày 24 tháng 2 cũng cho mọi người tham gia con tiền lên này một giai đoạn xong rồi bắt đầu lên trên này bán đi xong rồi bắt đầu nó tích lũy tích lũy rất là dài và giai đoạn này không cho mọi người tham gia tiền lên nữa nhưng mà mặc dù còn không cho tham gia nữa nhưng mà nó tăng rất là thốc đúng không? Từ ngày mùng 10 tháng 3 đến tận um, lên cái mùng 13 tháng tháng 5 nó tăng rất là mạnh mẽ và khủng khiếp tiền lên. dòng thép uh, cái giai đoạn đó nó bánh chứng thép đấy giai đoạn, băng chứng thép tăng khủng khiếp đầu tư còn nào cũng ăn nam kim hay hsg hay là còn uh, hbg đều tăng hết hbg là cũng thuộc vào dòng dòng gọi là yếu trong dòng thép đấy tăng yếu cho nên bây giờ phải có ông dẫn dắt như kiểu ông uh, um, hbg cơ Hay con bom tăng một hai phần trăm hôm nay là một trong những dòng thép đi ngược. Theo Việt Nam này, giữ giá tham chiếu, hôm nay có những lúc tăng lên đến 17.50 đúng không? 17.50. Ổn, ổn, con này nên giữ đi, nên giữ Gặp rung rũ như này bình thường mà. có mọi người chốt lời thì tôi nghĩ không không bàn những vấn đề chốt lời. Ai thích chốt lời thì chốt lời. Tôi sẽ không bàn. Thép xong. <laughs> du lịch đi VTR tăng tích lũy tích lũy này, bắt đầu là bắt đầu mà <laughs> khi mà những cái vấn đề mà covid covid mà bắt đầu là nó hồi phục bắt đầu là những cái ca nhiễm mà ví dụ như kiểu Hà Nội bắt đầu hay thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hết giãn cách xong bắt đầu là những cái dòng này nó có thể nó sẽ hồi phục ấy, mọi người ạ nhất là mở đường bay mở đường bay thì tất nhiên ông VGC ông HVN đó sẽ ảnh hưởng con HVN này thì cái phiên ngày 17 tháng 6 các bạn xem phân tích ngày 17 tháng 6 tôi bảo là 90% nó sẽ quay trở lại lớp gáp thì nó gấp lấp rồi đấy, Đó, lấp rồi. Đấy. Hôm nay tăng 2,2%. Các bạn cứ lo nó phá sản, hôm nay là có những cái thông tin gọi là có bơm tiền rồi đấy, đúng không? 4.000 tỷ thì phải. Những cái dòng này thì tôi nghĩ mọi người cũng không nên đầu tư, gọi là đầu tư theo kiểu lớp gáp thôi thì mọi người đầu tư vui lãi 4 5% là các bạn nước sóng bao giờ đấy con VGC lại giảm một phần trăm nói chung những cái dòng này đầu tư chán đó. bởi vì là đang dịch dã này đầu tư chán đó. VTD đấy giảm 5,1 phần trăm dòng, dòng, -com mà. dòng -com, giảm mà đấy, dòng con ra mạnh mẽ tăng thì rất là mạnh giảm thì cũng rất là mạnh biên độ lớn mà dòng OPCOM Thế như con uh, BR ấy, nó dòng upcom cho nên nó, một khi nó tăng thì nó khủng khiếp lắm. Nó tăng nó tăng thốc lên tầm 10 mười mấy phần trăm. Uh, hồ C nó chỉ uh, trần cũng chỉ 6 7% thôi mà upcom nó trần 15%. HNX nó tăng trần 10% đúng không? DXG giảm 1,9 phần trăm dung rũ khối lượng thấp này thì mọi người cũng nên giữ đi nhé nên giữ đi dung rũ khối lượng thấp nhưng mà con này mình cũng có khuyến nghị mọi người đầu tư đâu có mình có khuyến nghị đầu tư là cái ngày mùng 10 tháng 6 này nó bắt bắt đánh mùng 10 tháng 6 về đánh T3 về lấp gáp phải là phải bán luôn đúng không? bán luôn con này tôi không khuyến nghị mọi người đầu tư đâu hoặc dù dung rũ như này là ổn mọi người có thể giữ được nhưng mà đầu tư con này chán lắm đầu tư rất là chán không có khuyến nghị Thế hôm nay trong nhóm thì khuyến nghị đúng hai con thôi. Đúng không? cũng hai con một con phòng thủ và một con theo dòng tiền thì hai con về cuối phiên đều win hết nó đều win hết con phòng thủ à con theo dòng tiền của anh vũ thì lời nhiều hơn con con phòng thủ phòng thủ của tôi Nói về phòng thủ nhưng chưa chắc một tuần tới nó đã thua những cái ông mà theo dòng tiền đâu đúng không? về cuối phiên nó cũng tăng hơn hai phần trăm đấy không đơn giản đâu nam long này về t 3 tôi sẽ kể mọi người Nam Long hôm nay uh, rú với khối lượng thấp giảm 0,4%. Con này uh, nó cứ rung rũ dần xong rồi nó đánh một cây trần bất ngờ đấy. Tôi nghĩ vậy nha, tôi nghĩ vậy. Và tùy mọi người thôi. Nó có câu chuyện riêng đấy nhá. Con Nam Long nó có câu chuyện riêng đấy. Đây ừ. giảm 0,6%. Bình thường nha, tiếp tục giữ thôi. VCI vừa lại quên con VCI con bản Việt này quên mất. Hôm này bắt đầu đánh xu hướng hơi xấu một chút nhỉ Mà tôi nghĩ nó có nó sẽ đánh quanh quanh cái vùng mà 51, 52 Đánh quanh lấp gáp thì quá xấu Lấp gáp thì quá xấu nhưng mà Tôi nghĩ nó sẽ đánh quanh quanh vùng 51, 52 Hôm nay có lượng nhà đầu tư tay to phát ra nhiều quá Có lượng nhà đầu tư tay nhớ Họ lo lắng về thị trường chung Họ phát ra cũng tương đối nhiều Hôm nay tăng 55 Có những lúc lên 55 mà bắt đầu bị áp lực bán mạnh quá Bán mạnh quá Bắt đầu không giữ được nếu mà lớp gáp thì xấu lắm Nhưng con VCI mà Dòng tay to mà nó Như này mà đánh quay trở lại lớp gáp thì rất là buồn nhé các bạn phải theo dõi giai đoạn này theo dõi rất là kỹ dòng banh dòng trứng và dòng thép dòng thép thì không đáng lo lắm bằng dòng banh dòng trứng dòng banh nó đang ở giai đoạn mà 50 50 mà ngàn cân treo sợi tóc mà bắt nó thủng vùng hỗ trợ thì thị trường nó đi xa lắm mọi người ạ đi xa lắm Obo đấy cho nên là đấy các bạn xem dòng tiền bây giờ nó có đánh đâu thanh khoản này. 22.660 tỷ. Giai đoạn này cứ lom zom cái giai đoạn đó. Thôi. Lom zom cái giai đoạn quanh quanh cái vùng 22 23.000. Giai đoạn trước thì toàn 30.000 Có những cái phiên sáng hơn hơn 30.000 tỷ. Rất là khủng khiếp. Đấy. Chuyển sang dòng VN30 đi. Ừ, à, cao su, DRC. Tăng 0.5%, 0.5% bình thường nhé bình thường GVR bình thường tích lĩnh quanh quanh vùng này có thể đánh liên tiếp siêu chu kỳ hoàng hàng hóa mà siêu chu kỳ hoàng hóa bầu ừ. con này là một trong những mã mà khuyến nghị mọi người tham gia ở cái giá vùng 12 đúng không? Và bây giờ đem lại lợi nhuận cũng tầm 4-5% rồi. Đấy, tôi cũng bảo là không có cổ phiếu nào xấu mãi và không có cổ phiếu nào đẹp mãi. Chỉ quan trọng là cái điểm mua của mọi người thôi. Đấy đúng không? À, tôi khuyến nghị mọi con người con flc xong rồi ví dụ ông nào ông không biết ông lại đọc những cái uh, tiêu đề ông lại bảo ui giời con flc hàng rác này mà cũng khuyến nghị thế lọ thế kia đúng không quan trọng là lỗ lãi là được quan trọng là tôi đánh t 3 Lơi lời mười sáu được nhiều bạn họ chỉ đọc cái tiêu đề thôi và họ không biết rằng người ta đánh con đó con đó lúc nào đúng không? con bâu này đấy rất là nhiều người người ta hiểu nhầm cái bảo mấy tháng trước ở trên tiktok ông cho con bâu này đánh xong rồi đến tận bây giờ thì nó, nó lỗ đâu nhưng mà đánh cái vùng này các bạn ăn hai cây trần đúng không các bạn ăn hai cây trần các bạn thoát ra các bạn không hiểu là đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là như thế nào cả đúng không các bạn không hiểu những cái vấn đề đó đánh là kiểu theo kiểu là dòng tiền mà nó lướt sóng gặp cấu hình xấu bắt đầu thoát, thoát ra luôn chứ có phải là cứ cố tình giữ đây cái giai đoạn mà mùng 3 tháng 3 cái các bạn xem cái video trên tiktok ấy, nhá các bạn xem cái ngày mà tôi đăng cái con bầu đi nhá các bạn lên trên tiktok mà trên cái tiktok mà uh, gần 60 mươi nghìn người theo dõi các bạn xem cái ngày mà tôi khuyến nghị cái con bầu là ngày bao nhiêu nhá rồi các bạn quay lại đây các bạn nói ăn đến nó ai cái chân rồi vẫn còn chê tôi không hiểu là cái kiểu gì đấy thì giai đoạn này bắt đầu tôi cho mọi người trong nhóm bắt đầu tham gia cái giá vùng 12. Và ta bây giờ tăng lên như này, hôm nay có những lúc lên đến 12 70. Đánh T3, kỳ vọng T5, đúng không? Nếu mà con ngày mai và ngày kia nó không chạy nữa thì bắt đầu là bán. Đúng không? Nói rõ trong nhóm rồi. Không phải là cổ phiếu nào xấu mãi và không có cổ phiếu nào đẹp mãi cả nhá mọi người nhá. Quan trọng là cái điểm mua của các bạn phải đẹp thôi. Con bâu này rất là nhiều người người ta cũng ăn người ta lướt sóng bây giờ cái ngày 31 tháng 5 người ta mua cái ra vùng 11 45 đúng không? Xong bắt đầu lên trên ngày mùng 7 tháng 6 bắt đầu là người ta bán. Với giá 13 4 năm người ta lãi mười mấy phần trăm. Các bạn phải hiểu là quan trọng là cái điểm mua nhá, và cách các bạn đầu tư. Chứ không phải các bạn cứ nhìn vào tương lai đấy xong rồi các ông lại xem những cái như con FLC bây giờ giảm rồi đúng không? Có thể nó đi rất là sâu về phía về, về về phía sau nữa xong rồi các ông xem cái tiêu đề bảo Ôi thằng ông này ông, uh, khuyến nghị còn em toàn lùa gà các thứ thế lọ thế kia các bạn phải hiểu là những cái về mà điểm mua các bạn trong nhóm là các bạn mới hiểu được và các bạn trong nhóm học viên thì các bạn càng hiểu cách đánh của tôi các bạn học hành tử thế các bạn khác lắm các bạn bây giờ các bạn uh, sẵn sàng chốt lời các bạn sẵn sàng chuyển mã các thứ đánh các bạn linh hoạt lắm đúng không đánh rất là linh hoạt các bạn hiểu thì các bạn mới đánh được chứ đôi khi mình rất là bị hiểu nhầm những cái vấn đề mà Uh, người ta bởi vì là những cái mình đã từng khuyến nghị không có mã nào xấu mãi cả đúng không chỉ có mã những cái mã nào mình chọn điểm mua nó đẹp đấy con bâu này vẫn đem lợi, lợi, nhuận bình thường ở trong nhóm luôn bắt cái giá 12 cũng lời 4 5 phần trăm ngày mai nữa nó chạy lên tầm 3 4 phần trăm nữa ngày kia tầm 3 2 3 phần trăm nữa các bạn chốt lời đúng không nhiều bạn không hiểu một vấn đề gì cả các bạn xem các bạn chỉ xem có qua qua nhìn có qua qua khuyến nghị LC ừm vớ vẩn kiểu thế đúng không? rất là buồn bởi vì là những các bạn mà theo dõi tôi lâu thì các bạn sẽ hiểu đúng không? theo dõi tôi lâu thì các bạn sẽ hiểu còn những các bạn nào mà lướt lướt qua thì các bạn chả hiểu cái gì hết. các bạn thậm chí các bạn lướt qua các bạn nhìn tiêu đề các bạn bảo vớ vẩn đấy đúng không không phải ngẫu nhiên mà cái kênh tiktok của tôi 60.000 người theo dõi tôi thật không phải ngẫu nhiên đâu không phải ngẫu nhiên bầu ok À, con bâu này thì à, mình cũng có khuyến nghị trong nhóm rồi Mua giá 12 thì đợi tầm ngày mai hoặc ngày kia Nếu mà nó không chạy thì thôi bán đi đúng không? Bán chốt lời đi Bởi vì là các bạn phải hiểu là dòng dầu ấy, Khi mà nó chạy thì thường Con này thiên về điện nhưng mà Khi mà dòng dầu nó chạy thì con này cũng có xu hướng chạy Hôm nay có những lúc lên tận 12, 70 cơ mà đúng không? Cũng lời 5, 6% không phải ít đâu Không ít đúng không? Cũng 5, 6% Xong nhé con bâu này là như, cứ như thế đi nhé điểm mua cứ sáu đi sáu lại mà sáu đi sáu lại mà để có TCH bây giờ mọi người vẫn lời có vấn đề gì đâu TCH thì mọi người vẫn lời nhưng con này nó đánh như này thì nó giảm ba phần trăm thì các bạn có như là các bạn mất một lửa lãi rồi đúng không hôm nay VT3 của nhóm mình nay, các, trong nhóm chính thì tôi không khuyến nghị con TCH này nhưng mà tôi cho mọi người trong nhóm học viên đánh kỹ thuật con TCH này thôi đánh kỹ thuật từ cái ngày mà 16 tháng 6 thì hôm nay VT VT3 nó VT3 mọi người cũng lời được tầm nếu mà đầu phiên các bạn tranh thủ các bạn bán thì các bạn cũng lãi được tầm 5 6% nhưng mà nhưng mà các bạn nên kỳ vọng đi, nó rung rũ ở khối lượng thấp này thì phải kỳ vọng thêm chứ, nó không? Có thể ngày mai nó đánh quanh quanh cái vùng này xong nó bứt lên chẳng hạn, đúng không? Nó giảm một phiên nó cũng chưa nói được điều gì cả, đúng không? Chưa nói được điều gì cả, những cái con này các bạn phải chấp nhận đánh hòa cũng được nhá. Đánh đầu tư chứng khoán trách nhiệm. Đôi khi phải chấp nhận đánh hòa. Bây giờ một là nó sẽ tăng rất là mạnh mẽ, hai là uh, các bạn phải chấp nhận đánh hòa nhá. Ok. Thì CH ảnh sẽ phải như vậy nhá. LVL ừ, Hôm nay tăng 5,8% Một mã tích cực đúng không? Thì con LVL này thì Giai đoạn bán tháng 5 và 1 tháng 6 Cho mọi người tham gia một lượt rồi Và ngày mùa 9 tháng 6 Mọi người bán đi đúng không? Và mọi người bán đi Thì nó lại tích lũy lại vùng này Và hôm nay tăng tương đối bất ngờ đấy Đúng không? Tương đối bất ngờ đấy. Tăng hôm nay là tương đối bất ngờ đấy 5,8% tích lũy đủ tăng 5,8% nhưng con này tôi tốt nghĩ tôi tôi, tôi nghĩ mọi người nên chốt lời tăng nó không ổn lắm có thể là lại đánh quanh quanh tích lũy lại đấy nhá lại đánh quanh quanh tích lũy lại cái vùng nền này tùy mọi người thôi nhá tùy mọi người thôi BLX này BLX BLX tăng 3,7% đúng không? Tăng sau khi mà nó rung rũ về khối lượng thấp xong bắt đầu hôm nay nó đánh một cây mà cũng không thuyết phục lắm nó đánh một cây hôm nay cũng không thuyết phục lắm tăng ba bảy phần trăm nó vẫn còn rất là nhiều kháng cự nhất là vùng này vùng năm chín sáu mươi năm chín sáu mươi nó bứt qua cái vùng đó nữa thì khối lượng nó ổn định hơn còn BLX này một trong những mã mà khối ngoại họ gom cực kỳ nhiều họ gom rất là lâu rồi còn BLX này họ gom nhiều lắm con này cùng con vhm họ gom rất mạnh Nhá còn VHM bắt đầu xu hướng đánh đẹp rồi đấy. BLX tiếp tục giữ thôi, các bạn nào giữ cứ tiếp tục giữ thôi. Chưa vi phạm gì cả, có gì vấn đề gì đâu mà phải bán. MVKG. Đấy con này thì nó giai đoạn mà rung rũ gần đây mình bắt đầu mình bảo mọi người có thể tham gia được 5% đúng không? 5%. Mà thôi, những con này tôi chả thích đâu. Nó đánh quanh quanh vùng này mọi người chốt lời đi nhá. Những con này tôi không thích đâu. Tăng này tăng hơi ảo nó sẽ phải gặp những cái vùng kháng cự trên này thì mọi người có thể nó sẽ phải đánh quanh quanh vùng này một thời gian đúng không? ngày mai ngày kia có thể chuyển sang cái giai đoạn mà giai đoạn mà tích lũy đúng không điều tiết của thị trường FPT đấy những con này lúc tích nền xong bắt đầu hôm nay tăng có những lúc nó lên giá tám sáu ba mươi đấy tám sáu ba mươi khối lượng ổn hấp thụ tốt tiếp tục giữ thôi nhá FPT tiếp tục giữ đi mọi người ạ Tiêu giữ đi, MSN ấy mà bắt đầu dòng tiền nó chuyển sang cái những cái xu hướng dòng gọi là dòng an toàn đấy, FPT hôm nay cái khối lượng của nó rất là ổn đúng không? Rất là ổn dòng tiền bắt đầu đánh con FPT rất là ổn đúng không? MSN này. Những con này thì tôi không thích lắm, phải đánh quanh quanh vùng này cơ, lên trên là vùng này cơ. Mà bắt đầu là xu hướng đi lên rồi, đúng không? xu hướng đi lên rồi, mọi người giữ cứ giữ thôi. gát này. gát này, dung rũ khối lượng thấp này. hôm nay gặp lên đánh đánh lên như này gặp cái vùng kháng cự mạnh quá thì bắt đầu có những lúc cũng đánh lên tận giá 96 cơ mà đó, giá 96 mà kết phiên nó rũ như này nó sẽ đánh quanh quanh vùng này nó đánh như kiểu con VHM đó, mọi người ạ có thể nó đánh như kiểu con VHM xong rồi nó sẽ tăng lại trở lại rung rũ mà rung rũ Đây, VHM à. này nên giữ nhá mọi người nhá VHM nên giữ đi mọi người ạ. con gát nó đánh như con VSM ngày mùng tháng 6 này lên trên này vùng gặp vùng cự xong rồi đánh rũ này xong rồi test cung này rũ rũ xong rồi bắt đầu tăng một hai ba cây rất là mạnh đúng không và con VHM này mọi người nên giữ đi đúng không nó có, có có, những cái câu chuyện sắp tới đấy đúng không? có những câu chuyện sắp tới và còn đặc biệt là khối ngoại họ gom con VHM rất là nhiều khối ngoại tự doanh tay to gom rất là nhiều bây giờ trải qua giai đoạn rung rũ thôi và hôm trước đấy khối ngoại nó cũng cơ cấu con VHM đấy có những lúc tăng nên giá giá 116 đấy đúng không? Về kết phiên bên ATC tăng 3,21% vào hôm nay Nó chỉ giảm có 0,4% thôi Nên giữ mọi người nhá Nên giữ đi Kỳ vọng đi Nhưng con này là nên kỳ vọng Nó đánh như thế này mà các bạn không dám giữ Thì tôi chả biết mọi người đánh đầu tư chứng khoán kiểu gì Đúng không Vích Nội ngoại đều mua mà các bạn không dám giữ thì thôi Những con này thì không nên đầu tư này Con này đầu tư làm gì Gặp quá nhiều kháng cự Đầu tư chán lắm PRE Đấy, cũng rung rú rồi. Con này chán rồi. Ơi. Con này tôi bảo mọi người nên bán vào những ngày 17 tháng 6 và ngày 18 tháng 6 rồi bán đi. Đúng không? Bán đi. Nó lên trên này, vùng này gặp kháng cự rất là nhiều. Đầu tư làm gì cho đau đầu. BVH này, cũng vậy. Đúng không? Cũng bảo mọi người bán đi còn gì. Đúng không? Bán đi. Bán đi ngày 18 tháng 6. Bảo mọi người bán đi còn gì. Nó gặp kháng cự lớn quá mọi người ạ. Nó gặp kháng cự lớn quá mọi người đánh từ vùng này nên đi lên đúng không? Đi lên là mọi người lời bao nhiêu phần trăm rồi mọi người tranh thủ mà mọi người bán đi dòng kênh dưới bắt đầu đánh lên như này thì dòng mà... đấy cái dòng kênh dưới nó đánh, lên đúng không? bắt đầu gặp vùng kháng cự bắt đầu quay đầu cho nên những cái ông này chỉ đánh tâm T3 T5 nó bắt đầu thấy ổn ổn lời lời nó phải bắt đầu bán đi rồi bán đi PNG PNG thì mọi người giữ thôi đúng test cung con này cũng xây nền một cái nền tương đối chắc ở vùng này hôm nay cũng... Cái vùng ATC có một cái lượng lệnh to nó đánh đúng không? To đánh Còn kháng cự con này cũng tương đối lớn này. Kháng cự cũng lớn đấy. KDH Đấy con này ổn này mọi người Con KDH này ổn, mọi người tiếp tục giữ con KDH này, nó đánh như kiểu APT ngày trước đấy, nó, uh, Tích nền này, tích nền này, tích nền nó đánh, đánh như kiểu BDR ấy nhá BDR bây giờ con này đánh như này xong rồi một giai đoạn tới nó đánh tầm dăm hai ba phiên xong rồi bắt đầu tăng thốc lên thì rất là tuyệt vời đúng không? nó đánh như con br con br thì bây giờ Xong một giai đoạn mà tăng quá thốc thì nó có thể lại trải qua một cái giai đoạn mà tích lũy dài như kiểu cái vùng mà từ ngày 20 tháng 4 đến tận ngày vùng vùng 3 tháng 6 đúng không? có thể tích lũy dài hoặc là tăng thốc lên được nhưng mà tôi nghĩ là sẽ trải qua một giai đoạn tích lũy dài đấy nhá tích lũy dài đấy hết rồi nhỉ hết rồi hết chưa fbt fbt rung rũ đây breaking con này là một trong những mã đánh tương đối xấu đúng không rung rũ như này là một hai phiên nữa mà không tăng là mọi người phải bán đi bán đi còn fbt này ấy, thì là trong nhóm cũng có một vài bạn các bạn giữ fbt này thì ngay vào ngày 18 tháng 6 anh vũ anh cũng khuyến nghị luôn là tranh thủ mọi người bán đi đúng không gần trần là mọi tranh thủ bán đi đấy hai ba ba năm không lại chôn vốn các bạn trong nhóm các bạn đọc đúng không? ngay ngay từ buổi sáng chưa vào phiên anh vũ anh bảo là tranh thủ mà đầu phiên mà tăng tầm 5 6% là tranh thủ mà bán đi không lại chôn vốn được hai kháng cự lớn quá. Đúng không kháng cự lớn quá còn ri này. ri này cũng vậy này nhưng mà nó mở gáp xuống có thể tỷ lệ quay trở lại lốc gáp cao đấy nhé ngoài này cứ giữ thôi quay có thể quay trở lại lốc gáp cao đấy rồi hôm nay phân tích vậy thôi nhá mọi người không hiểu gì thì mọi người có thể bình luận ở dưới phần youtube nhá bình luận ở dưới phần youtube mọi người không hiểu gì mọi người có thể bình luận dưới đó và cái những cái mã nào mà mình quê mình chưa phân tích chẳng hạn, các bạn thích những cái mã nào và các bạn có thể uh, bình luận ở phần phía dưới phần YouTube còn các bạn nếu mà bình luận ở trên YouTube à trên phần TikTok đó, thì các bạn sẽ phải là bình luận là mua, bán hay là giữ kèm theo mã nhá thì mình sẽ trả lời nó sẽ dễ, dễ dàng hơn và không vi phạm nguyên tắc cộng đồng nhá. Bây giờ trên TikTok nó cũng gần 60.000 được theo dõi rồi cho nên là uh, nó sẽ bị TikTok nó uh, cho vào cái gọi là người có sức ảnh hưởng nữa, cho nên là họ trên đấy họ bảo vệ doanh nghiệp, đó. cho nên là mình mà bình luận về những cái vấn đề mà xấu về doanh nghiệp là người ta sẽ chặn đúng không? chặn và người ta cho vi phạm nguyên tắc cộng đồng ngay nhá cho nên mọi người lên trên đó mọi người phải bình luận rõ là mua bán hay giữ thì mình chỉ cần trả lời bình luận là mua bán hay giữ thôi, đúng không? cho nên là mọi người cũng nên bình luận. Còn trên YouTube này thì thoải mái nhé, trên YouTube này nó rất là thoải mái cho nên mọi người bình luận thoải mái, thích hỏi cái gì thì hỏi trên YouTube này tôi trả lời được thoải mái mà, nhá mọi người không hiểu gì hay không thích mã nào thì mọi người có thể bình luận dưới YouTube các bạn muốn tham gia zoom khuyến nghị cũng như là zoom uh, uh, trao đổi thì mọi người lì xì từ 2 triệu trở lên các bạn nào muốn tham gia tất cả các zoom và phân tích tham gia khóa học phân tích kỹ thuật phân tích căn bản phân tích tổng quan phân tích dòng tiền thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên ok uh, các bạn không hiểu gì thì bình luận dưới dưới nhá ok